Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 10 chương 9 nhân sinh Tam Bảo, hồi 1 Trác Lăng Chiêu đứng ở giữa đại sảnh, nhướng đôi lông mày dài, trịnh trọng nói, Giang Đại Nhân, ta là do ngươi chịu tới, chắc mỗ không dám không tới, ngươi có lời gì mau nói đi. Giang sung cười khúc khích, nói, chắc trưởng môn đừng nóng vội, chúng ta uống một ly, lại nói không muộn. Nói rồi hạ lệnh cho người đặt bàn ghế, mời chắc lăng chiêu ngồi xuống. Chắc lăng chiêu lại không ngồi xuống, chỉ lạnh lùng nhìn Giang sung, mỉa mai nói, hôm nay ta rất vội, sợ không thể ở lâu, Giang đại nhân có chuyện liền nói, không cần làm chuyện vô ích như vậy. Giang sung nghe vậy không khỏi có chút bực bội, nhưng sự tình trước mắt tế nhị, cự tuyệt không có khả năng dễ dàng không nể mặt, đành phải nhịn xuống. Giang sung trong lòng biết lúc này lưu kính đã suy tàn, các đại thần còn lại trong triều đều đã câu kết để đối phó hắn, hai lão thần từ trung tiến, võ quỳnh xuyên, có thái hậu chống lưng không thể khinh thường được, liễu ngang thiên tay cầm mười vạn đại quân, cũng là nhân vật khó chơi. Sau khi lưu kính bị hạ bệ ba người bọn họ nhất định phải thân cận với nhau để tự bảo vệ mình, nếu như chắc lăng chiêu đến đại lý tự trùng tội, với sự nghiêm minh của từ trung tiến chỉ chờ chứng cứ vô cùng xác thực, tất nhiên sẽ bẩm báo trước mặt Thái Hậu, đến lúc đó Hoàng thượng phải nhìn mặt Thái Hậu, ngược lại tự mình can thiệp cũng không dễ dàng, một khi không khéo có thể bị giáng xuống tam cấp, đưa ra biên cương chăn cừu chăn ngựa. Kế hoạch rút cùi dưới đáy nồi, nếu không phái người ám sát từ trung tiến, lại không tiện mua chuộc chắc lăng chiêu. Tù trung tiến là Nguyên lão Tam Triều, được Thái hậu hết sức sủng ái, nếu tùy tiện giết hắn, chỉ sợ khiêu khích sóng to gió lớn, chính mình sau này định là sẽ khó thoát thân. Rốt cuộc, vẫn là nên thỏa hiệp với Trác Lăng Chiêu. Giang Sung tính rõ lợi hại, họ nhẹ một tiếng nói, "Trác Trường Môn, Liễu Ngang Thiên cũng chỉ là một võ phu, chậm nhìn thời cơ, đã ở thế hoàng hôn." Cái gọi là chim khôn lựa cành mà đậu, người cần gì phải hợp tác cùng hắn trác lăng chiêu nghe lời thuyết phục lại chỉ ha ha cười nói giang đại nhân ngươi đừng vội lo lắng tới liễu hầu gia trước tiên xem lại chính mình đi đã giang sung trên mặt hiện lên hàn khí trầm giọng nói trác trưởng môn ta hôm nay mời người tới đây đó là có ý thu nạp người tài chẳng lẽ ngươi cho rằng án tử của yến lăng tiêu cục có thể động đến giang mỗ sao trác lăng chiêu khóe miệng nhếch lên cười nói, Giang Đại Nhân, một án yến lăng tiêu cục không đủ, vậy dựa vào bốn chữ, mậu thìn tuế trung hẳn là đủ rồi chứ. Nói xong liền cười ha ha lên, Giang sung tay run lên, rượu trong ly tràn ra ngoài, trong phút chốc sắc mặt không còn chút máu. Chác lăng chiêu lạnh lùng nhìn hắn, nói, ai đang ở thế hoàng hôn? Ai là ăn bữa hôm lo bữa mai? Giang đại nhân trong lòng hiểu do, Năm đó Giang Sung và Trác Lăng Chiêu giao dịch trong thần cơ động, lúc ấy đã bí mật được kể lại. Thời điểm này Trác Lăng Chiêu đột nhiên nhắc tới, khiến Giang Sung kinh hãi. Những người khách không thể hiểu được thần kỳ của bốn chữ này, nhất thời mặt lộ vẻ khó hiểu, từng người cúi đầu nghị luận. Giang Sung thở dốc không ngừng, qua thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Hắn cười khan nói, chắc trưởng môn, đừng như vậy nữa, mọi người đều là bạn tốt, cần gì phải nói lời tàn nhẫn như vậy nào hiếm khi gặp mặt trước tiên cho ta tặng chút lễ vật mong người bớt giận trác lăng chiêu nghe hắn dịu giọng đã có ý nhượng bộ lập tức cười lạnh nói giang đại nhân có lễ đưa tiễn gì giang sung ho khan một tiếng nói nói đến cũng không có gì hiếm lạ bất quá là nhân sinh tam bảo mà thôi tất cả khách khứa nghe đến nhân sinh tam bảo đều không biết là vật gì kỳ diệu thầm nghi hoặc thấy trác lăng chiêu vẻ mặt khinh thường giang sung sợ hắn quay người bỏ đi vội vàng hô tả hữu người tới mau đưa đồ vật lên hai bên gia đình nghe vậy lập tức khiêng ra một cái dương sắt lớn đưa đến trước mặt trác lăng chiêu trác lăng chiêu nhìn cái dương lớn cau mày nói trong đó có cái gì giang sung cười nói người có thể văn hoa thấp nhưng không thể không tài sản nhân sinh đệ nhất bảo đó là vàng bạc tài bảo. Dương sắt mở ra, cả phòng rực rỡ. Chỉ thấy màu đỏ là hồng ngọc, trong suốt như pha lê, màu xanh là ngọc bích, to như lòng đỏ trứng gà, tròn là chân châu lóng lánh, vuông là ngà voi nõn nà, dương trung chân bảo, quả nhiên khó rứt ra, đập vào mắt khó quên, mỗi kiện đều có thể là kho báu gia truyền. Có vẻ như tin đồn về việc Giang Sung là kẻ giàu nhất thiên hạ, không phải là giả. Tất cả những vị khách trong đại sảnh đều xuất thân quan viên kinh thành, đều là những người có hiểu biết, nhưng khi nhìn thấy chiếc dương chân phẩm giá trị liên thành, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đệ tử Côn Luân đều là kẻ hèn hương dã, địa vị rất thua kém, vừa thấy châu báu, càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng tụ về phía trước để ngắm nhìn. Nhìn thấy tất cả các đệ tử đều cực kỳ yêu thích, ngoại trừ Kim Lăng Sương, Đỗ Lăng Tâm, Mạc Lăng Sơn và một vài người khác, còn lại đều đã tiến lên thưởng thức. Chắc lăng chiêu nháy mắt, kim lăng xương thở ra, ngay lập tức hét lên, mọi người lùi lại, nghe trưởng môn nhân phân phó. Mọi người lưu luyến không rời, nhưng trưởng môn ngự hạ nghiêm khắc, đành phải lui về phía sau mấy bước. Tiền lăng dị thấy tình thế không ổn, nghĩ thầm, không xong, xem thái độ của trưởng môn, chắc chắn sẽ không muốn những bảo vật này. Trong cơn hoảng loạn, hắn vội vàng chộp mấy viên đá quý nhét chúng vào trong ngực mình. Trác lăng chiêu ngửa mặt lên trời cười to nói, côn luân kiếm phải chính là võ lâm môn hộ, không phải mở tiền trang hay buôn bán, muốn dùng tiền sai bảo. Những châu báu này đều là vật ngoài thân, vậy giữ chúng có ích gì? Nhân sinh đệ nhất bảo, chính là thấy đủ và hài lòng. Chỉ cần ngươi có thể biết được đủ, có là cơm canh đạm bạc, cũng có thể bình an tiêu dao. Nếu không biết đủ, có là núi vàng núi bạc, cũng cảm thấy thiếu thốn. Cả ngày tiền đến rồi đi, khó có thể siêu thoát, làm sao cầu tiến võ học. Nghe vậy, các đệ tử của Côn Luân không giấu nổi sự thất vọng, tiền lăng dị vỗ ngực, thầm nghĩ, nguy hiểm thật lão tử có dự kiến trước, bằng không lại tới vô ích. Chắc lăng chiêu bản tính tham lam, nhưng lại theo đuổi võ công kiếm pháp, lấy cầu tiếu ngạo thiên hạ, bệ nghĩa quần hùng, những bảo vật vàng bạc này chỉ sáng mắt chút lập lòe chút kiếm thần làm sao có thể đặt trong mắt tất nhiên là khinh thường nhìn lại hơn nữa võ công của trác lăng chiêu đã đạt đến đỉnh cao có thể tùy ý ra vào hoàng cung nội viện muốn cướp một ít cổ vật quý hiếm cũng không khó lúc này giang sung định dùng tiền mua chuộc hắn thật đúng là xem thường kiếm thần trác lăng chiêu hừ một tiếng lạnh lùng nói tài nhiều phá của chiêu ý sát khí, chắc mỗ thà rằng luyện mấy bộ kiếm pháp, để đệ tử mở võ quán kiếm sống, đó mới là con đường kiếm tiền tiền trong tương lai. Nói rồi lệnh đồ lăng tâm nâng dương sắt lên, quang đổ trước mặt giang sung. Các quan viên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Trác lăng chiêu, coi tiền tài như cạn bã, trong lòng đều âm thầm bội phục. Giang sung thấy hắn tràn đầy khinh thường, nhưng cũng không khó chịu, vội vàng nói, trác trưởng môn không yêu thích châu báu cũng không sao hắn lớn tiếng hô đưa lễ vật thứ hai lên lời còn chưa dứt đám gia đình lại nâng ra một cái dương sắt đưa đến trước mặt trác lăng chiêu giang sung cười nói trác đại nhân món quà lớn thứ hai này là đại lễ ta một phen khổ tâm người vui lòng nhận cho tiền lăng dị sớm đã ngứa ngáy vừa thấy trác lăng chiêu hơi hơi gật đầu liền vội vàng tiến lên mở dương thò đầu vào nhìn trong dương không có gì lại là một người sống sờ sờ tiền lang dị thấy người nọ sắc mặt đại biến nhịn không được khí huyết cuồn cuộn mạnh mẽ rút lui vài bước nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy các đệ tử côn luân đều kinh ngạc thầm nghĩ bên trong là người nào có thể đả thương người từ xa chẳng lẽ là ninh bất phàm sau khi ninh bất phàm thoái ẩn cho đến nay không có dấu vết nào của hắn nếu giang sung đưa lên vị đệ nhất cao thủ này Trác lăng chiêu thiên tính hiếu thắng, sẽ tự vui vẻ nhận, chỉ là ninh bất phàm võ công siêu phàm nhập thánh, sao có thể dễ dàng để cho người khác đem bỏ vào dương. Mọi người phỏng đoán không ra, cũng không biết người trong dương là ai, đều rất tò mò. Lúc này, người trong dương đứng thẳng người, hướng Trác lăng chiêu cười cười, Trác lăng chiêu nhìn thấy người này không khỏi biến sắc mặt, trong phòng tất cả khách nhân càng là ồ lên ra tiếng, rất kinh ngạc cảm thán. Người này là ai, lại có thể làm kiếm thần biến sắc, khiến khách nhân náo loạn. Nói đến không chút nào hiếm lạ, lại cũng hiếm lạ vô cùng. Người trong dương là tuyệt đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử môi đỏ như son, đỏ ửng như sương xuân, khuôn mặt hồng nhuận như tuyết trắng, hai gò má không son phấn, thản nhiên thẹn thùng. Đôi mắt to trong veo của nàng không mấy câu hồn nhiếp phách, nhưng luôn có một chút thấu hiểu và dịu dàng như thể nàng muốn nói với bạn tất cả những điều dịu dàng, gọi người không thể không nghe, không thể không siêu lòng. Mọi người khi nhìn thấy mỹ nữ bậc này đều trợn tròn mắt, chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa. Trong lòng lại có một ý nghĩ khác, hy vọng người đáng yêu này có thể nhìn về phía mình một chút. Nàng khẽ cười với Trác Lăng Chiêu, ôn nhu cười nhạt, gọi, Trác trưởng môn. Đôi môi anh đào thổ lộ, cả phòng tràn ngập hương thơm, mọi người bắt gặp ánh mắt của nàng, trong lòng đều chấn động, thầm nghĩ, năm xưa đát kỳ được xưng yêu cơ một thời, hẳn là cũng chỉ đẹp như vậy mà thôi. Khi mọi người nhìn kỹ nữ tử này, họ cảm thấy rằng điều động lòng nhất ở nàng không phải là vẻ đẹp mà là khí chất tự nhiên, thân như trưởng tỷ, kiều tựa sao muội, đoan trang như quốc mẫu, an ủi khi nhu tựa thiếp tỳ, cử chỉ cao quý, tâm ý ôn nhu, cho dù trăm năm học vấn, ngàn năm cao tăng vừa thấy mặt nàng, cũng muốn phát sinh nam tử khí. Quả nhiên từ các quỹ, cho tới gia đình, nhìn thấy nụ cười ân cần của nữ nhân, cả người đều run lên bần bật, sắc mặt âm tình bất định. Mới vừa rồi Trần Công Tử vì khổng gia tiểu thư rút đao giết người, một lòng đầy căm phẫn thần khí, giờ phút này lại không nhịn được nhìn lén nàng, hắn cùng nàng kia bốn mắt hợp nhau, tức khắc mặt đỏ dần, vội vàng cúi đầu. Giang Đại Thanh càng là tên háo sắc, nhìn thấy người đẹp như vậy, vội chạy ra kêu lên, thúc thúc, ta muốn nữ nhân này, không cần khổng tiểu thư. Lúc trước nhị lang tranh thê, hiện nay lại bỏ như giày rách, khổng tiểu thư chỉ biết tái mặt vì tức giận, nhưng nếu thực sự muốn so với dung mạo tuyệt thế của mỹ nhân này, không khỏi tự biết xấu hổ, ngoài cúi đầu không còn cách nào khác. Sắc mặt tiền lăng dị đỏ bừng, lớn tiếng hỏi, ngươi tên gì? Nàng kia ngoái đầu nhìn lại, mềm ấm than nhẹ, nói, tiểu nữ tử vô danh không họ, chỉ mong có thể gả cho chắc ra, vì chắc trưởng môn rửa tay nấu cơm, dưỡng nhi dục nữ, kiếp này đã rất mãn nguyện. Mọi người toàn thân nhũn ra, trong lòng cảm thấy cực kỳ hâm mộ, tiền lăng di càng là mọi cách của trách chính mình, con mẹ nó, trước kia sao không luyện kiếm cho tốt. Giờ này có phải đến lượt ta làm trưởng môn rồi không? Nhìn thấy những vị khách ngẩn người, Trác lăng chiêu nhất thời ngửa đầu cười to, thanh trấn phòng ngói, nàng kia thấy Trác lăng chiêu tuyệt thế thần công, càng là đầy mặt thẹn thùng, nàng bước ra khỏi dương, khom người trước Trác lăng chiêu, nói, tiện thiếp cuộc đời này không còn tâm nguyện, mong vì Trác gia thị tỳ cầu trưởng môn thu dụng. Mọi người nghe nàng nói năng cao nhã, phảng phất còn từng đọc đủ thứ thi thư, trong lòng càng yêu thích. Trác lăng chiêu cười nói, Giang đại nhân, mỹ nữ thế này sao không giữ lại bên người không đưa vào cung cũng có thể lấy lòng hoàng thượng sao lại đưa đến nhà ta giang sung cười nói từ xưa anh hùng quý trọng mỹ nhân mỹ nhân như vậy thiên hạ cũng chỉ có võ công cao của trưởng môn mới có thể xứng trác lăng chiêu cười to nói chẳng trách ngươi trước đó vài ngày khí huyết bại hoại hóa ra là trầm mê nữ sắc đến nỗi như vậy giang sung cười gượng nói không dám không dám, nhân sinh đệ nhị bảo, đó là khuê phòng nhạc. Có mỹ nữ làm bạn, không uống một đời này rồi. Chắc lăng chiêu cười to, nói, khuê phòng dâm nhạc, giường đệ lăn lộn, đây là việc của chắc mỗ sao. Ta nói nhân sinh đệ nhị bảo, chính là trí khí cao. Gối thơm dịu dàng, chim én hót, bất quá lỏng có chắc trở, sao có thể tìm kiếm cao ngạo của kiếm pháp. Mỹ nữ làm lễ vật tục khí vừa nói, hắn vừa hất ống tay áo, ném người phụ nữ về phía Giang Đại Thanh. Giang Đại Thanh vui mừng khôn xiết, ôm lấy nàng, vươn miệng hôn tới, nàng kia ưm ư một tiếng, má hồng đã bị Giang Đại Thanh hôn lên, đột nhiên Giang Đại Thanh như bị sét đánh, sau một nụ cười dâm đãng, cả người run lên bần bật, ngã xuống đất như bùn. Kết quả của một nụ hôn, nhìn thấy Giang Đại Thanh dường như không còn sức lực, tất cả các vị khách đều bàn tán xôn xao trác lăng chiêu cười nói thật là độc dược lợi hại trác lăng chiêu ta trăm năm công phu có thể chịu được bao nhiêu đêm xuân giang sung cười gượng nói trác trường môn không yêu vàng bạc châu báu không yêu tuyệt thế mỹ nữ ta đành phải đưa lên lễ vật thứ ba vậy trác lăng chiêu nheo mắt nói vàng bạc tài bảo tuyệt đại mỹ nữ đều đưa qua ngươi còn muốn đưa cái gì giang sung thản nhiên nói không dối gạt trường môn nhân sinh tam bảo, cuối cùng chính là một câu trung hôn phụng cáo. Trác lăng chiêu cười lạnh một tiếng, nói, người có chuyện gì mau nói, cuộc đời ta hận nhận kẻ cố lộng huyền hư. Lời khuyên bảo, cố làm ra vẻ huyền bí. Nghe vậy, Giang Sung đột nhiên lắc đầu, thở dài, Trác trưởng môn, người thật muốn không nể mặt sao. Trác lăng chiêu phất tay áo một cái, ánh sáng xanh lập lòe trên mặt đất đại sảnh đột nhiên xuất hiện một vết nứt rộng chừng ba tắc, dài hơn 10 trượng. Tất cả các vị khách trong lòng đều chấn động, bọn họ đều biết chắc Lăng Chiêu có ý, cắt đứt tuyệt giao. An Đạo Kinh tức giận nói, họ chắc. Người đừng rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. An Đạo Kinh còn chưa nói xong, một chút ánh sáng xanh quay người đâm về phía hắn. An Đạo Kinh chấn động, vội vàng hất cái bàn trước mặt che lên, chỉ nghe thấy âm thanh bong chóc vang lên, mặt bàn bị xuyên thủng, đi theo sau một thanh kiếm màu xanh lam đâm tới, An Đạo Kinh vội vàng giơ đao lên chắn giá, cửu chuyển đao, rơi xuống, đao kiếm tương giao, thần đạo thế vô thanh vô tức bị cắt thành hai đoạn. Ánh sáng xanh không ngừng hướng về phía trước chọc tới, An Đạo Kinh sợ tới mức mặt không còn chút máu, sau khi bình tĩnh một chút, khom người nhảy lùi lại hơn 10 thước, nhưng thần kiếm lại tới nhanh hơn, trong nháy mắt đâm thủng vai hắn. An Đạo Kinh kêu lên một tiếng, đã ngã xuống đất. Võ công của An Đạo Kinh tuyệt đối không phải là bình thường, nào biết một chiêu cũng không đỡ được, trong khoảnh khắc liền đã bị thương bại trận, đủ thấy thần kiếm cầm long uy lực dữ dội to lớn. Trác Lăng Chiêu đưa tay chỉ xuống đất, cười lạnh nói, trước đây bốn nhân không có tình, ngày sau càng không ân nghĩa, giữa người và ta, chỉ có khoảng cách này mà thôi. Thoáng chốc mang theo người trong phái xoay người muốn rời đi. Giang sung nhướng mày đưa mắt ra hiệu, một trăm lính ngụ lâm chặn cửa, theo sau là cửu U Đạo Nhân, An Đạo Kinh và La Ma Thập, từng người dẫn đầu các hảo thủ, cùng nhau bao vây người phái Côn Luân. Có tiếng bước chân ồn ào trên mái nhà, không biết có bao nhiêu cao thủ mai phục. Tất cả khách mời đều kinh hãi nhìn quanh xem đường lui, sợ sẽ bị liên lụy vào cuộc chiến này. Trong lúc hiểm cảnh, Trác Lăng Chiêu không để ý, tự mình nói, đã nhiều ngày trên đường Bôn Ba, có chút mệt mỏi. Các vị đệ tử, các ngươi thay ta tống tiễn đi. Nói rồi lấy một cái ghế ngồi xuống, trông rất nhàn nhã. Cửu U đạo nhân xông lên phía trước, quát, họ Trác, người thật to gan, dám ở trong phủ Giang đại nhân kiêu ngạo, ngươi chẳng lẽ không sợ? Chợt nghe Đồ Lăng Tâm hét to, giết! Thân ảnh chợt lóe, xông lên phía trước, đâm về phía cửu U Đạo Nhân. Cửu U Đạo Nhân vội vàng sử dụng bút phán quan, đã cùng đổ lăng tâm giao đấu. Kiếm cổ, dùng ra, tiếng gió mạnh mẽ, chiêu thức vô cùng dữ dội. Mặc dù nội lực của cửu U Đạo Nhân không yếu, nhưng mỗi khi nhận một kiếm, hắn lại cảm thấy ngực đau như kim châm đâm vào. Trong giây lát hai người đã giao đấu tới 10 chiêu, ngực đã đau đớn dị thường. Đột nhiên Đỗ Lăng Tâm hét lên một tiếng, sử dụng 10 thành công lực, hướng đỉnh đầu cửu u đạo nhân chém xuống, cửu u đạo nhân dùng bút chắn xuống, một tiếng vang lên, chân lực vô dụng, máu tươi từ ngực phun ra, bị kiếm cổ chọc thương tâm mạch, thoáng chốc bị quăng ngã dưới mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tả hữu thị vệ tiến lên cấp cứu, đỗ lăng tâm hét lớn một tiếng, quay người đã đâm vào vũ khí của từng binh lính, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, binh lính đều đặt tay lên ngực, đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đỗ lăng tâm nhắc cửu u đạo nhân lên, quang ngã hướng giang xung quát, họ giang. Những con chó này trong nhà người chỉ có thể vẫy đuôi lấy lòng, khó cùng hổ báo ngang hàng. Người mau rút lính ở của, đỡ để côn luân phái ta huyết nhiễm kinh thành. Tất cả các vị khách đều thầm sợ hãi khi nhìn thấy lăng tâm đầy vết sẹo, thần thái hung ác tàn lệ. Người này cuộc đời tàn bạo, luôn luôn không yêu nữ sắc tài vật, chỉ lấy giết người làm vui, thật không thẹn hung danh côn đồ đệ nhất côn luân. Vàng bạc tài bảo, tuyệt thế mỹ nhân, đe dọa bạo lực, giang sung lấy tam bảo này, đã chiêu mộ biết bao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, ai ngờ lại không làm gì được kiếm thần, mắt thấy khó giang sung lại không chút hoang mang, như thể có pháp bảo chưa dùng ra cứu mạng hắn. Hắn chỉ bình tĩnh nói, chắc trưởng môn, lễ thứ ba của ta tới trác lăng chiêu ngồi ở trên ghế ngạo nghễ nói vẫn là câu nói vô nghĩa kia sao giang sung cười nói trác trưởng môn lòng người khó giỏ dù thế nào cũng khó đề phòng trác lăng chiêu cười to nói hai câu vô nghĩa này là đại lễ ngươi muốn tặng ta sao hắn giơ thần kiếm lên quát trác mỗ sẽ trả lại cho người nguyên trạng lam quang lóe lên trác lăng chiêu đang muốn xuất kiếm giết người Đột nhiên cảm giác được sau lưng có tiếng gió tới, lại có người ra tay ám toán chính mình, Trác Lăng Chiêu trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nhàn nhạt nói, "Trong phái có biển, Tam sư đệ, vì ta rửa sạch." Đồ Lăng Tâm phi thân, rút kiếm chém thẳng vào, đã cùng một người giao đấu, chỉ thấy người nọ tay cầm vô ảnh bảo kiếm, đúng là đứng hàng đệ tứ, kiếm ảnh, Tiền Lăng Dị. Trác Lăng Chiêu thở dài, Giang sung a à giang sung, ngươi lại mua chuộc người của ta để ám toán ta, người thân là quan to triều đình, không cảm thấy đáng xấu hổ sao. Giang sung khẽ mỉm cười nói, đối phó với loại người như các hạ, không cần để ý đạo lý. Ngươi nói đúng không? Quyền 10 chương 9 nhân sinh tam bảo, hồi 2. Trác lăng chiêu cười lạnh nói, tiền lăng di, tính tình tham lam, hám tiền, lời lẽ đê tiện, hành động hèn hạ, đối với ta không kính phục, ta đã sớm muốn diệt trừ, đa tạ ngươi giúp phái ta trừ hại, đỡ tốn không ít công sức. Hắn còn đang cao hứng tự nói, chợt nghe sau lưng một âm thanh vang lên, giống như có tiếng trường kiếm rút ra, chắc lăng chiêu trong lòng dùng mình, biết trong phái còn có người phản bội, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, trong phái còn có phản đồ, nhị sư đệ. Thay ta xử lý đi. Kim lăng Sương đáp, vâng tuân lệnh ý chỉ trưởng môn trác lăng chiêu lạnh lùng nhìn giang sung nói ngươi còn có hoa chiêu gì tận lực dùng ra đi trác mỗ sẽ ở đây tiếp chữ chiêu còn chưa nói ra đã nghe phịch một tiếng trác lăng chiêu cổ họng phun ra ngụm máu tươi trên mặt tràn đầy kinh ngạc củi đầu nhìn ngực mình thấy một thanh kiếm dài xuyên qua ngực trác lăng chiêu ngây dại hắn quay đầu lại chỉ thấy một người tay cầm hàn kiếm rất dài trên mặt đẫm lệ nhìn hắn, chính là kiếm hàn, kim lăng xương. Chác lăng chiêu mở to mắt, đồng môn 50 năm, nhị sư đệ mà hắn cho là trợ thủ đắc lực, ngờ đâu hắn sẽ trở thành phản đồ. Chác lăng chiêu nhớ tới lời Giang Sung nói, lòng người khó giò, lại càng khó đề phòng, hắn không khỏi lắc mình, phun ra một mụn máu. Đồ tăng tâm vừa kinh vừa sợ, run giọng nói, nhị sư huynh. Ngươi! Người đang làm gì vậy? Hắn và Kim Lăng Sương có giao tình tốt. Thấy hắn, Kim Lăng Sương, bỗng nhiên vô cớ sát thương trưởng môn, khiến hắn ta kinh hãi không giải thích được. Cảnh tượng hỗn loạn, nhưng trong lòng chắc Lăng Chiêu lại đau đớn không chịu nổi. Nhìn sư đệ trầm giọng hỏi, ta và người quen biết lẫn nhau, đồng môn huynh đệ 50 năm, người vì sao phản bội ta? Vì vị trí trưởng môn sao? Kim Lăng Sương vừa khóc vừa nói, trưởng môn, ta có lỗi với ngươi. Hắn hét lên, trong nhảy mắt rút kiếm ra, đâm vào bụng dưới của mình. Thấy trường kiếm xuyên qua bụng, máu tươi phun ra, chắc lăng chiêu cả kinh, ôm lấy hắn, hét lớn, ngươi làm gì vậy? Kim lăng xương đang run rẩy, khóc lóc, hét vào mặt giang sung, giang đại nhân, thỉnh ngươi đúng hẹn thả già trẻ nhà ta ra. Chắc lăng chiêu không biết hắn còn người nhà thân thuộc, thoáng chốc toàn thân rung mạnh, Quay đầu nhìn Giang sung, chỉ nghe gian thần cười nói, chắc lang chiêu, họ kim này quê quán còn có ai, ở đâu, ngươi có từng biết chưa? Hắn ngày thường thích cái gì, chán ghét cái gì, ngươi làm sao biết? Uống ngươi mưu đồ vô ích, ở trước mặt Giang sung ta, chỉ như đứa trẻ ba tuổi mà thôi. Vừa nói, hắn vừa rỗi tay vung lên, thấy một quân tốt đi ra, tay cầm một sợi dây thường dài quấn quanh cổ mười mấy người, già trẻ lớn bé như những tù nhân. Chắc Lăng Chiêu chợt hiểu ra, cúi đầu nhìn Kim Lăng Sương, hỏi, hắn bắt người nhà của ngươi rồi sao? Mắt thấy Kim Lăng Sương dưng dưng gật đầu, Chắc Lăng Chiêu trong lòng ngược lại được an ủi, sư huynh đệ giao tình nhiều năm, nếu không phải như thế, Kim Lăng Sương sao có thể bỗng nhiên làm phản? Thắt nút trong lòng Chắc Lăng Chiêu đã được cởi bỏ, tâm an bình, hắn biết thương thể trầm trọng, cần phải lập tức cứu trị, lập tức năm ngón tay nhẹ xoay cầm máu ở bụng dưới của kim lang sương sau đó điểm ngực huyệt đạo của chính mình kim lang sương kêu lên trường môn ngươi không để cho ta chết sao trác lăng chiêu quát lần này ta tính sai là bổn tọa tính sai ngươi là bất đắc dĩ ta không trách ngươi trác lăng chiêu vận khởi công lực nắm lấy thần kiếm cầm long cắn răng nói đệ tử côn luân đồng loạt ra tay thoát vòng vây chỉ nghe thấy tiếng xoát vang dội, toàn bộ giáo phái Côn Luân đều cầm kiếm trong tay, nhưng kiếm lại chĩa về phía hắn. Trác Lăng Chiêu kinh hãi, không khỏi lùi lại một bước. Giang Sung cười ha ha, nói: "Trác Lăng Chiêu, năm đó người dung túng môn hạ giết người phóng hỏa, môn phái còn có người trung nghĩa sao? Ngoài người và tên họ đồ khùng biên đó, còn có ai không thể bị mua chuộc hay uy hiếp? Võ công người cao siêu cỡ nào?" ta chỉ cần duỗi ngón tay út ra, sẽ khiến ngươi bị phản bội xa lánh." Trác Lăng Chiêu run rẩy cả người, toàn thân chấn động, ngưng mắt nhìn mọi người, trong mắt toàn là nghi hoặc, chỉ nghe Tiền Lăng Di cười ha ha, nói, "Họ Trác, ngươi tác oai tác quái, ngày ngày đánh người mắng chửi, lão tử sớm muốn diệt trừ ngươi. Chỉ là kiêng kỵ ngươi võ công lợi hại, mới khó có thể xuống tay, khó khăn Giang đại nhân ra tay tương trợ, có cơ hội rất tốt." người chịu chết đi. Chắc lăng chiêu bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này đau lòng, so với vết thương bởi kiếm còn đau đớn hơn, kích động không khỏi phun một ngụm máu tươi, toàn thân khí lực nhất thời tiêu tán, nhóm người thấy hắn bị thương nặng, đều vui mừng, nhất thời đỉnh kiếm đâm tới. Đồ lăng tâm cực kỳ trung thành với trưởng môn, mắt thấy nguy cấp, liền muốn chạy tới bảo hộ. Tiền lăng dị cười lạnh nói, lão tam, ngươi lại muốn gàn bưởng hồ đồ đừng trách chúng ta cùng nhau giết ngươi hắn gào thét một tiếng hứa lăng phi lưu lăng xuyên lập tức chặn đường đồ lăng tâm hai người liên thủ vây công cùng kiếm cổ chiến đấu kịch liệt tiền lăng dị cười lớn nói mọi người mau mau động thủ chờ sau khi chắc lão nhân chết chúng ta sẽ là lão đại người trong phái đều căng thẳng giơ trường kiếm lên lại muốn đâm về phía trước đồ lăng tâm thấy thế nhất thời đại kinh thất sắc, chỉ nghĩ động thủ cứu người, nhưng khoảng cách hai bên cực kỳ xa, lại có hứa lăng phi, lưu lăng xuyên ngăn lại nên không thể làm gì được. Tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên nhìn thấy một người đỡ chác lăng chiêu, bảo vệ hắn phía sau, tức giận nói, các ngươi dám phạm thượng, chẳng lẽ không còn môn quy sao? Mọi người đều muốn xem bộ mặt người này, lại là Mạc Lăng Sơn, người này có tâm địa hiệp nghĩa, trước nay không có mâu thuẫn với côn luân môn hạ. Lần này tiền lăng dị xúi dục môn nhân làm phản, tất nhiên chưa từng thông báo với hắn. Hắn thấy đồ lăng tâm đang chiến đấu kịch liệt. Chắc lăng chiêu bị thương nặng, trừ phi hắn ra mặt liều mạng, nhóm người này tất nhiên chết thảm không thể nghi ngờ. Hắn muốn mượn sức mấy người lại đây tương trợ, lập tức lớn tiếng nói, mọi người mau tỉnh lại. Đừng để bị lợi dụng châm ngòi nữa. Tiền lăng dị cười lạnh nói, Mạc Lăng Sơn, ngươi luôn là một kẻ nửa vời, năm đó chúng ta giết Hải Yến Lăng tiêu cục, ngươi co đầu rút cổ không ra, chỉ một mặt mà mắng chác Lăng Chiêu. Hiện nay chúng ta liên thủ phản loạn, ngươi lại bảo vệ hắn, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Mạc Lăng Sơn tức giận nói, ta tuy rằng không phục chác Lăng Chiêu, lại cũng sẽ không phản bội sư môn. Việc các ngươi làm bây giờ chính là vô liêm sỉ nhất, thiên địa không dung thứ các ngươi sau khi chết còn có mặt mũi nào gặp sư tổ của chúng ta mọi người nghe hắn lạnh lùng sắc bén chỉ trích trong lòng hổ thẹn đều là cúi đầu tiền lăng dị mắng tổ sư cái rắm lão tử chính là tổ sư mọi người động thủ mọi người hét lên dữ dội cùng nhau giơ kiếm mạc lăng sơn sử dụng độc chiêu kiếm báo kiếm quang chớp động giống như ngàn hoa bay múa một hơi chặn lại bảy tám kiếm nhưng kiếm của tiền lăng dị là vô hình kiếm ảnh hắn khó có thể ngăn trở thoáng chốc bóng kiếm chạm vào thân vang một tiếng đã đâm qua ngực máu phun ra điên cuồng mềm nhũn ngã vào trong ngực trác lăng chiêu trác lăng chiêu đau lòng hét lên lục sư đệ duỗi tay ôm lấy mạc lăng sơn hai người cùng nhau ngã xuống đất mạc lăng sơn luôn bất đồng với hắn năm đó họ suýt trở mặt với nhau vì án yến lăng tiêu cục nào biết giây phút cuối cùng hắn tự thân động thủ trác lăng chiêu trong lòng buồn bã mới biết hai chữ trung nghĩa ý nghĩa như thế nào giang sung thấy người trong phái côn luân từng người từng người không ngừng có người ra mặt thay trác lăng chiêu chịu chết nhịn không được nhíu mày nói các ngươi phản phản phúc phúc rốt cuộc đang làm gì mau mau giết hắn lúc này ngự lâm quân bao vây vòng ngoài côn luân kiếm thổ chặn vòng trong kim lăng sương Mạc Lăng Sơn gần chết, đồ lăng tâm lại bị bao vây, rốt cuộc không ai có thể cứu Trác Lăng Chiêu. Giang sung cười nói, tiếp tục đi, giết Trác lão nhân, mọi người đều có chỗ lợi. Mọi người đang chuẩn bị rút trường kiếm ra thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, khiến cho tai mọi người đều bị đau, lần lượt ngã xuống, tiếng ẩm ý càng lúc càng lớn, chén trên bàn rung động, bụi bặm rơi càng nhiều. Tiếng động lớn đinh tai nhức óc, quan khách trong đại sảnh kinh hãi vạn phần, bịt tai rên rỉ, giang sung cả kinh bất động, la ma thập run rẩy trong lòng, đột nhiên, tiếng động lớn ngừng lại, sau đó một tiếng cười to vang lên, lạnh lùng nói, các người cho rằng mình đang nói chuyện với ai. Nghe cho kỹ, tên của ta gọi là kiếm thần Trác Lăng Chiêu. Mọi người nhìn thấy một bóng người đứng lên, chính là Trác Lăng Chiêu. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Giang Sung, dồn nội lực vào trong, lập tức phát động, thần kiếm cầm long, vô số đao kiếm lao ra bảo vệ thân thể hắn, trông như yêu ma quỷ quái. Mới vừa rồi chắc lăng chiêu hét lên giận dữ, còn có thể phát ra một tiếng kinh thiên động địa, mọi người thấy hắn đằng đằng sát khí, đều bị kinh hãi, nhất thời vội vàng lui ra phía sau. Chắc lăng chiêu sắc mặt tái nhợt, nhưng sát khí trên mặt lại cực kỳ nồng đậm, hắn chỉ vào đám người, trầm giọng nói, đệ tử côn luân nghe cho rõ, phản ta, chỉ có một chữ chết. Các ngươi nếu giờ đổi ý, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khi nói chuyện dơ lên thần kiếm, càng hiện ra bể nghĩa khí thế. Đa số đệ tử Côn Luân đều là kẻ hám danh hám lợi, vừa thấy trưởng môn đứng dậy quát, liền nản lòng, dưới uy danh thực sự không dám manh động, mọi người người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều do du. Tiền lăng dị thấy mọi người lùi bước, lập tức hét lên, chắc lăng chiêu vận số không tốt, còn ở kia cố làm ra vẻ. Mọi người không phải sợ hắn, mau giết hắn đi. Hắn giờ kiếm chạy lên phía trước, hướng vào ngực của trưởng môn. Chắc lăng chiêu gầm lên một tiếng, đồ táo tợn. Lam quang chợt lóe, thần kiếm cầm long, đã đâm ra, chỉ nghe thấy tiếng đất bong chóc, tiền lăng dị đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị thấp đi, rất khó để di chuyển về phía trước. Hắn giận dữ nói, chắc lăng chiêu, ngươi còn dám ngoan cố chống lại tai nghe thấy mọi người kêu lên hắn cúi đầu nhìn xuống sợ tới mức hồn phi phách tán hóa ra mình đã bị trác lăng chiêu chém vào eo hắn hét lớn họ trác ngươi chưa nói xong kiếm lực của thần kiếm cầm long đã lao thẳng vào mặt hắn tiền lăng dị cảm thấy mắt mình tối sầm lại thân và đầu đã bị tách ra năm đó gian dâm tàn sát yến lăng tiêu cục tiền lăng dị là đầu đảng cuối cùng cũng đến một ngày tội ác chồng chất. Mọi người ở Côn Luân nhìn thấy cái chết cực kỳ thảm của tiền lăng dị, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhất thời không dám tiến lên. Giang sung hừ một tiếng thúc giục, các ngươi muốn phong quan ấn tước, vậy mau mau tiến lên. Chác lăng chiêu lớn tiếng hét lên, Côn Luân đệ tử nghe đây. Chỉ cần mọi người ngoan ngoãn nghe lời, đồng loạt cùng thoát vòng vây, ta có thể quên chuyện hôm nay các đệ tử nghe hai bên không ngừng kêu gọi mỗi người đều là do dự khó quyết không dám tiến công cũng không dám lui chỉ biết đứng ngây ra đó thấy đệ tử côn luân do dự giang sung ngát một cái nói quên đi giữ lại những người này cũng vô dụng sai ngự lâm quân giết hết đi mọi người côn luân đều đại kinh thất sắc lưu lăng xuyên hứa lăng phi đồng thanh kêu lên sợ hãi đừng giết chúng ta Giang Sung không quan tâm sống chết của bọn họ, hắn chỉ lười biếng phất tay, Lama Thập lập tức hô, "Ngự Lâm, bắn!" Thoàng chốc tiếng súng đạn phát ra, âm thanh ầm ầm, nhắm thẳng đám người Trác Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu gào to một tiếng, thả người nhảy lên đi theo thần kiếm bay tới, hàng loạt súng kíp bị chém thành hai đoạn, loạn thành một đống. Lúc này trong đại sảnh đã loạn như lò mổ, các quan lại sợ tới mức hồn phi phách tán từng người lăn xuống gầm bàn tìm chỗ ẩn nấp. Đồ lăng tâm ôm mạc lăng sơn, cũng vội vàng né tránh. Chỉ là súng kíp dày đặc như thế, những đệ tử còn lại của côn luân khó may mắn thoát khỏi. Lưu lăng xuyên đứng mũi chịu xào, bị bắn thành tổ ong, mọi người đều gào khóc ầm ĩ. Bên ngoài súng kíp bắn vào, đánh úp lại, bên trong kiếm quang bay múa, thần kiếm của trưởng môn như tưởng thành trong quá khứ chém ra. Trong tình cảnh nguy hiểm này, gặp người liền giết, không chút lưu tình. Tiếng súng tiếng khóc lẫn với nhau, rất nhiều đệ tử đã chết trên mặt đất. Nhìn thấy các đệ tử côn luân chết thảm ngư vậy, quan lại đều thở dài trong lòng, nhóm người này xảo trá ngu xuẩn, thật sự chết chưa hết tội. Trong đại sảnh đầy người chết và bị thương, chỉ có Giang Sung là có thời gian bình tĩnh, tay cầm chén rượu, mỉm cười nhìn lò mổ trước mặt, vẻ mặt vô cùng ung dung. Trác Lăng Chiêu nhìn thấy các đệ tử trong phái đều là chết thảm, tuy nói những người này phản chính mình, nhưng nhiều năm tình nghĩa, trong lòng há có thể vô cảm. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Giang Sung, hắn vô cùng tức giận quát, Giang Tặc. Người thật gian trả, hôm nay ta muốn ngươi chôn cùng. Tiếng kêu còn chưa dứt, Lam Quang chớp động, thẳng hướng Giang Sung đâm tới, Giang Sung đang ở chỗ đó chỉ chỉ trò trò, cùng La Ma thập đàm tiếu phong nguyệt. Không ngờ hai bên cách nhau hơn 10 trượng, nhưng thần kiếm đã đánh tới, hắn chấn động, chui xuống gầm bàn, nhưng Lam Tinh tới quá nhanh, đã cách cổ họng ba thước, La Ma Thập thấy không ổn liền vội vàng tiến lên, Hàn Tinh bay xuống, xuyên qua thắt lưng La Ma Thập, thế đạo không ngừng, hét thảm a, à, một tiếng, lại đâm vào cánh tay của Giang Sung, gian thần một đời khóc trong đau đớn. Giang Sung và La Ma Thập hai người toàn thân tắm máu, lăn ngã xuống đất. Từng người thở dốc không ngừng. Kỳ thật nếu không phải chắc lăng chiêu có thương tích trong người, lấy bản lĩnh của hắn, một kiếm này có thể giết chết cả hai, tuyệt đối không có lý do để bỏ lỡ. Chắc lăng chiêu thấy Giang Sung chạy như điên vào phía trong phòng, vội vàng đuổi theo, chỉ muốn giết chết hắn. Đồ lăng tâm tay trái kẹp mặc lăng sơn, quay người chạy ra khỏi cửa, thấy chắc lăng chiêu không chịu rời đi, vội vàng hét lên, trưởng môn, đừng đối đầu với họ chúng ta đi mau. Chắc lăng chiêu lớn tiếng nói, các ngươi đi trước đi. Ta sẽ lập tức tới. Hắn hạ quyết tâm, không giết Giang Sung, sẽ không ngừng tay, lập tức thân ảnh phi động, liền giết mười mấy tên võ sĩ, máu tươi cuộn cuộn phun trào, đã chạy đuổi theo vào trong phòng. Giang Sung thấy la liệt mặt đất đều là thi thể quan binh, vội vàng cả kinh kêu lên, người tới. Cứu mạng! An Đạo Kinh dẫn 100 binh lính che cho Giang Sung ở phía sau, Trác Lăng Chiêu nhảy lên mấy cái đã tiến đến gần, An Đạo Kinh hét lên, bắn tên. Mau bắn tên. Dây cung vang lên liên tục, trăm mũi tên đều được bắn ra, Trác Lăng Chiêu nội lực kích phát, thần kiếm huyễn hóa ra tới trăm mũi kiếm, trong nháy mắt chém đứt vô số mũi tên, nương theo kiếm mà công kích, làm quang chớp động, đâm chết cả trăm tên lính, không một tên nào sống sót thấy cả trăm binh lính không thể chống lại đòn tấn công của Trác Lang Chiêu, An Đạo Kinh sợ hãi không nói nên lời, vội vàng vác Giang Sung chạy ra hành lang. Lúc này La Ma Thập cũng đã đến, hắn và An Đạo Kinh nhìn nhau, đều là xanh mặt, không biết có nên chặn lại nhất kiếm của Trác Lang Chiêu hay không. Giang Sung hoảng sợ, các ngươi mau đưa ta đến thư phòng, nơi đó có mật đạo có thể đi. Ba người kinh hoàng không thôi, theo hướng thư phòng bỏ chạy sau lưng Trác Lăng chiêu hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Thần kiếm chém tới, ba người cuộn tròn để tránh, lực kiếm đi qua chém đứt trụ hành lang. Giang Sung hét thảm, a, à, một tiếng, nửa bò nửa lăn, đã là trốn vào thư phòng. Trác Lăng chiêu máu đầm đìa, đầu hoa mắt, nhưng nếu lúc này không giết được Giang Sung, thật sự không cam lòng, hắn nỗ lực chống đỡ, cũng đã nhảy vào thư phòng, chỉ thấy Giang Sung. La ma thập túng tụ lại với nhau, đều run rẩy sau bàn, Trác lăng chiêu cười to nói, giang tặc. Người cũng có hôm nay, tiếng cười ảnh hưởng đến vết thương trên ngực, nhất thời ho sặc khu không ngừng. Giang sung xin tha nói, Trác trưởng môn, thỉnh người bỏ qua cho ta một mạng, ta ngày sau ra tiền xuất lực, giúp người trùng kiến côn luân. Trác lăng chiêu khinh thường mắng, đồ cẩu tặc chết tiệt giang hồ bừa bãi cũng không do bẩn như ngươi. Chắc lăng chiêu ta nếu muốn trùng kiến môn phái, nào cần tên chó bỉ ổi đê tiện như người trợ giúp. Xem ta hôm nay moi tim của người tế sống, rửa sạch nỗi sỉ nhục của Trác mỗi ngày hôm nay. Hắn la lên một tiếng, lam quang lóe lên, bỗng nhiên dưới chân trống không, thân thể ngã xuống. Trác lăng chiêu trong lòng hiểu rõ. Biết giang sung gài bẫy ở đây, nhìn xuống thấy động sâu hàn quang dày đặc bên dưới, chất đầy núi gươm đao, ngẩng đầu nhìn ra xa, trên không lưới cá giải tới, dây thừng dài cuộn quanh, thư phòng này lại có vô số cơ quan mai phục. Trong lúc nguy khốn, chắc lăng chiêu trong lòng lại không hề e sợ, hắn vung kiếm lên, thần kiếm vươn ra đâm trúng vách tường, hắn dùng lực nhảy ra khỏi động, vào lúc này, những sợi dây dài của lưới cá cũng ập đến trước mặt, chắc lăng chiêu kêu nhỏ một tiếng, giờ kiếm chém ngang, cắt lưới cùng dây thừng thành mảnh nhỏ. Trác lăng chiêu ở giữa không trung, hùng hổ hét lớn, giang sung. Người nộp mạng cho tan. Chợt nghe tiếng xé gió lọt vào tai, lại có ám khí đột kích, Trác lăng chiêu lộn nhào giữa không trung, ám khí đã lóe lên, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ nhân khiêu gợi đi về phía trước, chính là nữ tướng của giang sung hồ mị nhi hóa ra âm độc ám khí là do nữ nhân này phát ra hồ mị nhi thấy hắn nhìn chính mình nhất thời cười nói chắc trường môn đã lâu không gặp lúc này trước có la ma thập an đạo kinh sau lại có hồ mị nhi còn có vô số cạm bẫy ám khí ẩn giấu đang chờ hắn chắc lăng chiêu xem xét đại cục biết không thể chiếm thế thượng phong nên đã tính toán rời đi hắn hừ một tiếng hai chân điểm nhẹ muốn bay lên trên phá phòng rời đi liền vào lúc này, trường phong ập vào trước mặt, Trác lăng chiêu lắp bắp kinh hãi, mới biết bên trên có cao thủ mai phục, người này công lực lợi hại, có thể so với an đạo kinh cùng hồ mị nhi, hắn nghiêng người né tránh, sau đó rơi xuống. Thấy từ trên xà nhà nhảy xuống một người khổng lồ, người này chiều cao chín thước, mặt xấu như trâu, đúng là mông cổ hung thần tát ma. Trác lăng chiêu cười lạnh một tiếng, nếu như hắn không bị thương, dù trong tay không có thần kiếm, tát ma này làm sao có thể ra tay trước mặt hắn. Lúc này ngực bị thương nặng, xung quanh có cường địch, lại thêm đệ tử côn luân chết trận hầu như không còn, tâm tư tan nát, hắn làm sao có thể chuyên tâm đối phó tên hung đồ này. Giang sung cười nói, chắc trưởng môn, để đối phó ngươi, ta còn thả ra loại yêu quái này, đêm nay xem ngươi như thế nào tránh được kiếp nạn này. Trác Lăng Chiêu chặn lại chỗ ngực bị thương cười lạnh nói, kẻ gian dâm đạo phỉ bực này ngươi đều có thể kết giao, ngươi không sợ sau khi chết sẽ xuống 18 tầng địa ngục sao? Giang Sung cười lớn nói, ta có việc gì phải sợ? Muốn xuống địa ngục, còn có Trác Lăng Chiêu người thay ta dò đường. Hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, giết hắn đi. Hét lên một tiếng, Tát Ma vung bàn tay to lớn trước tiên, nhắm thẳng vào mặt An đạo kinh lăn xuống đất rút bảo đao ra, chém vào mắt cá chân, một bên La Ma thập vận khởi, Minh Huyền chỉ liền đánh vào điểm yếu sau lưng. Tất cả đều là nhắm vào Trác Lăng Chiêu cùng một lúc. Ba người đồng thời ra chiêu, Tát Ma càng là tuyệt đỉnh cao thủ, Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, thần kiếm Cầm Long vụt ra ba đạo kiếm, đạo thứ nhất xuyên qua lòng bàn tay Tát Ma, hắn đau đớn lùi lại, sau đó vang lên một tiếng lách cách kỳ lạ, bảo đao của An đạo kinh đã đứt. Bả vai bị chém thành một lỗ hồng Thấy vũ khí của đối phương quá kỳ lạ La ma thập hoàng sợ Hắn nhìn vào đạo kiếm thứ ba Lập tức hét lớn Đại nhân Cẩn thận Bỗng nghe một tiếng la A à, Thảm thiết Giang sung toàn thân tắm máu Thần kiếm xuyên thấu xương vai Đã ghim chặt hắn vào tường Chác lăng chiêu tâm cơ thâm trầm Những nhân vật võ lâm tầm thường không thể so sánh Kiếm này có vẻ như đang đâm vào la ma thập Kỳ thật chỉ là dụ địch, mục đích cuối cùng là giết Giang Sung, quả nhiên mũi kiếm chuyển hướng, giúp hắn một chiêu đắc. Thu. Trác Lăng Chiêu không khỏi bật cười, hắn đang trong cơn điên loạn chỉ muốn chém Giang Sung ra làm đôi để chút hận, đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng tê dại, bị trúng mấy ngân châm. Trác Lăng Chiêu thốt lên một tiếng, lúc này mới nhớ tới Âm Độc Hồ Mị Nhi, nhất thời rất hối hận, hận chính mình không chỉ ra tay đối phó cô ta lại vào lúc thắng bại sắp phân định này, lại để cô ta cắt đứt niềm vui giết chết gian thần. Thật ra, tinh thần chắc lăng chiêu sớm đã kiệt quệ vì liên tục giao chiến, hơn nữa thân thể và nội lực không còn tốt như trước, không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường xung quanh mình, lúc này mới cho Hồ Mị Nhi may mắn đắc thủ. Nếu bình thường, có trăm ngàn ngân châm đánh lén ám toán, hắn cũng có biện pháp phòng bị, xem ra hôm nay mặt chất so với mặt sống còn lớn hơn chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết ở chỗ này. Cảm giác chết lặng ập đến nhanh chóng, chắc lăng chiêu nóng lòng vận khí chống đỡ nên đã tập trung nội lực, thần kiếm hoàn toàn dựa vào nội lực thâm hậu của mình. Giờ phút này hắn đang lấy nội lực chữa thương cho mình, trong khoảnh khắc khó có thể làm gì, thần kiếm cầm long thu về hình dạng mật sắt. Thần kiếm về nguyên trạng, Giang Sung lập tức ngã xuống đất, cả người bê bết máu, chỉ biết gào khóc ở đó. La Ma Thập, An Đạo Kinh thấy Hồ Mị Nhi đắc thủ, lập tức quay người lao ra, muốn nhân cơ hội trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Hồ Mị Nhi cả giận nói, người này là ta giết, các ngươi tới đòi tranh công sao? An Đạo Kinh hớp một ngụm, lớn tiếng, ai chặt đầu hắn công lao chính là của người đó. Ba người xông tới, đều muốn một chiêu giết chết chắc Lăng Chiêu. Thấy La Ma Thập vận khởi U Minh Huyền Chỉ, An Đạo Kinh sử dụng cửu chuyển đao pháp, hồ mị nhi múa may phất trần ngân châm, ba người bao vây chắc lăng chiêu, dù cho hắn có là kiếm thần võ công siêu phàm nhập thánh, giờ phút này đang toàn lực giải độc, không rảnh vận kiếm đả thương địch thủ, đành phải dựa vào thân pháp linh động, né tránh quyền cước của ba người. Thấy la ma thập chọc tay tới, chắc lăng chiêu không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh sang một bên, an đạo kinh dơ đao chém xuống, chắc lăng chiêu nhảy bay người lên, hồ mị nhi cười lạnh nói chạy đi đâu phất trần vung lên trăm cái ngân châm lại phóng ra trác lăng chiêu phất ống tay áo chặn lại gần hết ngân châm thân hình chớp động mắt thấy liền muốn chạy trốn qua kiếp nạn bay lên mái nhà rời đi bỗng nghe một tiếng cười quái dị một nắm đấm sắt đánh vào ngực hắn đúng là tát ma ra tay trác lăng chiêu mắt thấy né tránh không kịp vội vàng nâng đầu gối lên đỡ quyền kia chỉ nghe một tiếng răng rắc Xương bánh chè đã vỡ vụn. Đầu gối của Trác Lăng Chiêu như đã vỡ, đau thấu xương tủy, độc thương sau lưng bộc phát, không sức phản kháng, mọi người vui mừng, từng người vận lực toan giết. Giang Sung càng hưng phấn hét lớn, giết hắn, giết hắn. Trác Lăng Chiêu toàn thân bị thương, không còn sức lực để ra tay, tự biết đại nạn khó chống, thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc này nóc nhà nổ tung một tiếng một sợi dây từ trên trời rơi xuống sợi dây đến rất nhanh giống như một con rồng bay ra giữa không trung đám người la ma thập an đạo kinh há to miệng hỏi kẻ nào chỉ thấy sợi dây hắt từ trái sang phải buộc đám người tát ma tránh xa hồ mị nhi an đạo kinh công lực yếu kém làm giải dây thùng kia hồ khẩu phát nhiệt bình đao phất trần đã đã tuột khỏi tay bốn người cả kinh nhìn thấy chắc lăng chiêu đã được dây thừng cuốn lên, sau đó nhanh chóng được kéo lên trên, trong nháy mắt đã mang theo chắc lăng chiêu rời đi. Gan bàn tay. Hồ Mị Nhi hét lên một tiếng, ngân châm trong tay lại bắn ra, đột nhiên một trận trường phong đánh từ trên xuống dưới thổi tới trận thế của ngân châm, tàn dư trường lực đánh rách tả tơi bàn gỗ. Mọi người kinh hãi, không biết cao thủ nơi nào đến, cũng không dám đuổi theo mắt thấy người nọ thân ảnh phiêu động, muốn đi là đi. Giang sung vội vàng kêu to, các ngươi đừng ngây như phỗng thể. Mau đuổi theo. Đám người la ma thập vội vàng bay lên nóc nhà, nhưng lại không thấy thân ảnh người nọ, chỉ là Giang sung có lệnh, vẫn phải làm bộ làm tịch, tìm kiếm xung quanh. Quyển 10 chương 10 đêm nay tái hiện đêm nào, hồi 1. trác lăng chiêu bị người đó ôm người, chỉ thấy người này chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã tới biên thành, phút chốc người nọ chạm chân trái, đẩy chân phải, đã bay qua tường thành, chắc lăng chiêu tuy mệt mỏi, trong lòng vẫn dùng mình, thầm nghĩ, người này võ công cao cường như vậy, rốt cuộc là ai? Người nọ xoay mình qua tường, trước khi lính canh thành được cảnh báo, người nọ đã là bay ra ngoài thành, chỉ khoảng nửa khắc liền đã đi xa. Người nọ lại chạy một lúc, đi đến bên cạnh một sơn cốc rồi dừng lại trác lăng chiêu bắt lấy cánh tay hắn thở dốc nói các các hạ là ai vì sao cứu ta người nọ đặt hắn ở trên mặt đất cùi người nhìn hắn trác lăng chiêu ngưng mắt nhìn lại thấy người này nghiêm nghị mặt chữ điền đang nhìn chằm chằm vào mình người đàn ông này không phải ai khác chính là kẻ thù sinh tử năm đó tây lương bộ khoái ngũ định viễn trác lăng chiêu thấy hắn nhịn không được cười ha ha phun máu ra khỏi miệng thở hổn hển hay lắm. Hóa ra là ngươi, ngươi muốn giết ta báo thù sao? Mau mau động thủ. Ngũ Định Viễn lắc đầu, cũng không trả lời, trong mắt lại hiện ra một tia thương hại. Trác Lăng Chiêu không muốn nhận ân huệ của hắn, cười lạnh nói, ngươi muốn trả thù cho Yến Lăng Tiêu cục thì mau động thủ đi. Kẻo lát nữa ta chết, ngươi lại tiếc nuối cả đời. Ngũ Định Viễn lắc đầu nói, Trác Trường môn người trước sau không làm rõ ràng gút mắt giữa ta và ngươi không phải là ân oán cá nhân ta nếu muốn hại ngươi việc gì phải ra tay cứu ngươi chắc lăng chiêu nhớ tới thỏa thuận giữa hắn và liễu ngang thiên nhất thời thốt lên một tiếng nói thì ra là thế ngươi sẽ cứu ta tất cả đều do liễu ngang thiên bày mưu đặt kế sao dương túc quan đâu bảo hắn ra đây cho ta ngũ định viễn lắc đầu nói chắc trường môn lầm rồi liễu hầu gia biết ngươi đến phủ thái sư dự tiệc đã lệnh cho lưu chi châu và dương lang trung dẫn người qua tiếp ứng nhưng bọn họ biết ta và ngươi có ân oán sợ ta nhân cơ hội ra tay làm hại cho nên trước đó đều không báo một tiếng nào dám muốn ta ra tay cứu ngươi chắc lăng chiêu sững sờ nói vậy ngươi lại vì sao cứu ta ngươi muốn làm nhục ta sao ngũ định viễn thở dài nói sai rồi sai rồi chỉ vì ngươi là nhân chứng sống cuối cùng của phái côn luân ta mới ra tay cứu ngươi trác lăng chiêu run giọng nói ngươi nói cái gì nhân chứng sống ta là nhân chứng sống hắn võ công cao cường giết người như ma cuộc đời chỉ có chính mình giết người hại người lại không nghĩ tới một ngày kia hai chữ nhân chứng sống lại rơi xuống chính mình bản gốc là n Ngũ Định Viễn nói, tại phủ Thái Sư huyết chiến một hồi, Đồ Lăng Tâm và Mạc Lăng Sơn bị loạn đạo chém giết, giữ nhiều lành ít, Kim Lăng Sương trên người trọng thương, lại bị Giang Sung giam giữ, chỉ còn đường chết. Dương Lang Trung tuy đã dẫn người đến giải cứu nhưng đã quá muộn. Hắn dùng một chút, thở dài, Côn Luân 13 kiếm tính cả mười mấy tên đệ tử toàn bộ chết trận, chỉ còn một mình ngươi còn sống. Trác Lăng Chiêu hét thảm một tiếng, trong lòng vừa đau đớn vừa chấn động, vừa nghĩ tới toàn bộ đệ tử đều bị diệt, máu tươi càng phun mạnh ra. Ngũ định viễn sợ hắn bị thương nặng mà chết, vội vàng chỉ vào các huyệt đạo trên ngực giúp hắn ngừng hộp máu. Ngũ định viễn mặt lộ vẻ thương xót, nói, trời cao có đúc hiểu sinh. Người tuy là đại ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng cũng là người cuối cùng của côn luân. Ngũ định viễn ta tuy coi người như trộm cướp, lại không đành lòng phái Côn Luân bại vong như thế, lúc này mới ra tay cứu giúp. Trác Trường Môn, ngươi đã hiểu chưa? Trác Lăng Chiêu sững sốt một hồi, thoáng chốc cúi đầu, trong lòng chua xót vô tận. Năm đó vì thảm án diệt môn, Ngũ Định Viễn có thể bỏ quan bỏ mạng, cũng tuyệt không khuất phục trước uy quyền của Giang Sung và Trác Lăng Chiêu, nhưng hiện nay cũng trong tình cảnh hai chữ diệt môn, Ngũ Định Viễn cũng có thể xóa bỏ thù riêng trước kia cứu giúp kẻ thù địch năm xưa chỉ vì trong lòng hắn tự nhủ chỉ cần hắn còn sống sẽ không cho phép trên đời bất kỳ kẻ nào có gan diệt tộc mãn môn chác lăng chiêu ngơ ngác phía chân trời mặt đều là nghi hoặc dường như choáng váng ngũ định viễn thấy hào quang ngày đó giờ giống như cho tàn chỉ có thể thở dài trong lòng nói người trước tiên định thần lại xem có cách nào chấn trụ vết thương hay không chốc lát ta sẽ đưa người hồi kinh có liễu hầu ra bảo vệ, Giang Sung cũng không dám tới nhiều lời. Chắc lăng chiêu ngẩn người, giống như ngớ ngẩn rồi, ngũ định viễn không nhiều lời nữa, cẩn thận kiểm tra thương thế của chắc lăng chiêu, chỉ thấy đầu gối của hắn đã bị gãy, kim đâm sau lưng, ngực chúng kiếm xuyên qua phổi, đâm qua ngực, nếu không phải công lực chắc lăng chiêu thâm hậu, chỉ sợ sớm đã chết. Ngũ định viễn sắc mặt ngưng trọng, hắn biết chắc lăng chiêu thương thế trầm trọng, khó có thể giải cứu, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Trác lăng chiêu nhìn bầu trời đầy sao vô tận, sững sờ rơi nước mắt, buồn bã nói, ta tự hào kiếm thần, tung hoành tây vực, sau tuổi tứ tuần, chưa từng thất bại. Vốn muốn xưng bá thiên hạ, ai ngờ trước thì bại dưới tay ninh bất phàm, sau lại bại bởi giang sung. Mãn môn già trẻ, không một ai sống sót. Hôm nay tại thời điểm này, người lo cho ta trước khi chết lại là kẻ thù năm xưa hết thảy những điều này tất cả đều là ý trời lúc sắp chết rốt cuộc kìm nén không được nước mắt rơi như mưa ngũ định viễn thở dài một tiếng nói ngươi sai rồi đây không phải ý trời đây là báo ứng trác lăng chiêu há to miệng quay đầu nhìn về phía ngũ định viễn ngơ ngác nói báo ứng ngũ định viễn gật đầu nói Người còn nhớ rõ năm đó không? Môn hạ của ngươi giết sạch già trẻ lớn bé trong yến lăng tiêu cục, xuống tay độc ác cỡ nào. Hôm nay Giang Sung cũng làm điều tương báo này, quả đắng chung các ngươi cũng phải nếm rồi. Trác lăng chiêu sắc mặt thảm đạm, vang lên trong đầu mấy câu lúc ngũ định viễn trong lúc quyết đấu đã nói. Các ngươi thủ đoạn độc ác giết chết tề bá xuyên, có từng nghĩ tới hắn là cô nhi cuối cùng của tề gia không? Ngươi làm sao nghĩ tới, giết thêm một người này, lại chính là diệt nhân mãn môn. Chác lăng chiêu thở dài một tiếng, trong lòng có chút hối hận, trong lúc tuyệt cảnh, kiếm thần ngạo khí một đời đã mất đi hết thảy kiêu ngạo, khí sắc tiêu điều, hắn vẻ mặt thê lương, ngẩn ngơ nói, cả đời ta đã làm rất nhiều chuyện ác, sau khi chết đậy nắp quan tài mới luận ra, ngũ bổ đầu thế nhân chẳng lẽ không diễu cợt ta sao? Ngũ định viễn thấy hắn hối hận về hành vi ngày xưa của mình, thở dài, thật đáng tiếc, nếu ngươi có thể sớm hiểu rõ đúng sai, quý phái cũng sẽ không diệt vong. Trác trường môn, ngươi còn một hơi thở, mau sám hối trước người chết đi, cũng tiêu trừ một ít nghiệp của ngươi. Trác lăng chiêu sừng sốt, ngửa đầu nhìn trời, si ngốc nói, sám hối. Ngươi muốn ta sám hối? Ngũ định viễn gật đầu nói, đúng là như thế. Cuộc đời người tội nghiệt quá nhiều, trước khi chết mau sám hối một chút, kẻo chết cũng không được siêu sinh. Trác lăng chiêu nhìn về phía ngũ định viễn, thấy trong mắt hắn tràn đầy đồng tình cùng thương hại, hắn đột nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói, sám hối. Người cũng muốn ta sám hối sao? Trác lăng chiêu ta chết cũng chỉ là chết, há có thể để cho người mở miệng vũ nhục. Dù sao bản tính hắn cũng kiêu hùng, vừa nghe ngũ định viễn mở miệng giáo huấn, trong ngực ngạo khí phun trào, lập tức tiềm vận thần công, dồn hết sức lực vào hai chân, đột ngột đứng dậy ngũ định viễn thấy hắn còn có khí lực đứng lên nhịn không được kinh ngạc vội nói ngươi còn muốn sống lâu một chút ngàn vạn lần đừng lộn xộn trác lăng chiêu mặt mang ngạo khí nhìn chằm chằm thung lũng sâu phía dưới lạnh lùng nói ngũ định viễn bằng chút ít đạo hạnh của ngươi nếu muốn thuyết giáo cho trác mỗ sợ còn kém một chút ngươi có thể giết trác mỗ nhưng tuyệt đối không thể kêu ta cúi đầu ngươi có hiểu không Hắn thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh, lại khôi phục khi thế tông sư một thế hệ. Ngũ định viễn lắc đầu, thầm nghĩ, người này đến chết, còn muốn làm bộ làm tịch. Chác Lăng Chiêu đối hướng Tây Côn Luân, lặng lặng nói, đệ tử Chác Lăng Chiêu, hôm nay chiến bại kinh thành, trí lệnh mãn môn chết thảm, không còn người có thể trở về bồn sơn, đồ đệ này không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông, hôm nay chỉ có thể chết để tạ thiên hạ ngũ định viễn thuyết phục, chắc trường môn, thương thế của người tuy nghiêm trọng, cũng chưa chắc hoàn toàn không có biện pháp cứu chữa, để ta đưa ngươi hồi kinh, để đại phu xem xét, đừng nhẹ giọng từ bỏ. Hắn còn đang muốn nói gì đó, chắc lăng chiêu đã ngửa mặt lên trời cười to nói, bại tướng quân, vì sao lại sống tạm bỡ. Ngũ bổ đầu không cần nhiều lời. Ngũ định viễn nhẹ thở dài, biết chắc lăng chiêu đã quyết muốn chết, không thuyết phục nữa. Trác Lăng Chiêu thò tay vào trong ngực, lấy ra một cuốn kinh thư, ném cho ngũ định viễn, nói, đây là kiếm thần cổ phổ, là tinh hoa võ học cả đời của ta, sau khi ta chết, ta mong người có thể truyền lại cho thế hệ sau, đừng để nó rơi vào tay Giang Sung. Ngũ định viễn khẽ gật đầu, đáp, Trác trưởng môn yên tâm, sau khi ngươi chết, ta chắc chắn chọn một anh hùng hiệp sĩ, truyền thụ huyền kỹ thần công cho hắn, hành hiệp trượng nghĩa từ nay về sau trả hết sát nghiệp của ngươi. Trác lăng chiêu lắc đầu nói, kiếm là hung khí, xuất kiếm là giết người, trả hết gì chứ. Hắn không nói chuyện nữa, vận khởi công lực cuối cùng, nội lực khắp nơi. Thần kiếm cầm long phóng ra ánh sang vô tận, trong trời đêm lóa mắt gấp bội, ngũ định viễn biết đây là lần ra tay cuối cùng của Trác lăng chiêu, trong lòng không khỏi xúc động. Trác lăng chiêu nhảy về phía thung lũng sâu, thoáng chốc ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng mà nói, nguyện kiếp sau, lại là một kiếm khách. Kiếm quang phun ra, lại đâm trên chính người mình. Kiếm quang sáng ngời, đã là thế gian tuyệt hưởng, tan thành mây khói, một đời kiếm thần biến mất như vậy. Vang một tiếng, thần kiếm cầm long trở về nguyên dạng mật sắt, rơi thẳng xuống sơn cốc không một dấu vết. Ngũ định viễn nghĩ đến cả đời chắc lăng chiêu trong lòng cảm khái vạn ngàn. Người này giết người như ma, chắc chắn không phải là một người hiệp nghĩa. Nhưng hắn võ công chắc tuyệt, tính cách cao ngạo, thật sự có phong phạm của tông sư một thế hệ. Chỉ là không thể tưởng được tuyệt thế võ công như hắn, tự sát bỏ mình trong tình cảnh thê thảm như vậy. Ngũ định viễn tuy cùng người này có thủ oán, nhưng lúc này vẫn thở dài, chắp tay, hướng không trung nhẹ nhàng khom người, nói, chắc trường môn, tạm biệt. Kiếm thần đã chết, giang sung độc đại, nhân gian chìm trong bóng tối, khi nào ánh sáng mới có thể hiện ra. Ngũ định viễn trong lòng dầu dĩ, bỏ cổ phổ kiếm thần vào trong ngực, lắc đầu, quay người hồi kinh. Một nam tử mặc áo tơi, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một viên mật sắt màu lam trong suốt, hắn cẩn thận vút ve, cảm thấy trên đó vẫn còn hơi ấm. Nam tử kia chắp hai tay lại, lẩm bẩm tụng kinh, bỏ mật sắt vào trong ngực, quay người đi về phía một chiếc xe đẩy lón. Nam tử kia ngồi lên xe bắt đầu tiến về phía trước, lúc này một người phụ nữ trung niên từ sau đống rơm chui ra, nàng chưa son phấn, đầu bù tóc rối, nhưng trời sinh một thân khí chất cao nhã, vẫn là mơ hồ có thể thấy được. Chỉ nghe nàng ôn nhu hỏi, sao lại dừng lại? Chuyện gì đã xảy ra sao? Nam tử kia lắc đầu nói, một bằng hữu đã chết, không thể không dừng xe để tưởng nhớ nàng kia nghe thấy từ chết không khỏi khẽ thở dài nói chết lại chết nữa lưu tổng quản tiết nô nhi một đám đều đã chết để chúng ta lẻ loi tồn tại nói rồi ôm mặt thấp giọng khóc thút thịt lên nam tử kia dỗi tay nắm lấy tay nàng nói nàng đừng khóc ta đã hứa với lưu tổng quản chỉ cần ta còn sống sẽ bảo vệ nàng bình an chu toàn. Nàng kia khóc nức nở nói, nhưng chàng đã thề sẽ không bao giờ động đao kiếm nữa. Người tuy đưa chúng ta ra ngoài được, nhưng trước có sói, sau có hổ, mọi người đang tìm kiếm, hắn, chàng. Chàng chỉ có một mình, bảo vệ chúng ta thế nào đây? Vừa nói vừa bật khóc lớn, bộ dạng cục bi ai. Nam tử kia nói, chuyện này nàng không cần quá lo lắng, Nơi ta đưa nàng đến bây giờ là nơi an toàn nhất, Giang Sung có bao nhiêu thủ hạ tài trí, cũng không ai có thể tính đến nơi ẩn thân này. Nàng kia rên một tiếng, lau nước mắt, hỏi, chỗ nào? Nam tử kia cắn một gốc cây dơm giả, dạ, mơ hồ nói, Hà Nam. Nàng kia thấy kinh ngạc, hỏi lại, Hà Nam. Nam tử kia vứt dơm đi, lúc sáng sớm, hắn nhìn chân trời dần trắng như bụng cá, thản nhiên nói. Hà Nam Tông Sơn Thiếu Lâm Tu. Hết quyển 10. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.